2 giữa trận đấu của Đinh Tiểu Hòa Việt Nam và võ sĩ đến từ Malaysia. Trong hiệp 1 thì Đinh Tiểu Hòa võ sĩ Malaysia đang tích cực trong việc đổi đòn. Đòn chân của Thị Hòa rất tốt nhưng bù lại thì đòn tay của võ sĩ Malaysia có phần nhỉnh hơn. Liên tục là những cú đấm của Thị Hòa. Thị Hòa trả bằng cú tân sau kèm theo một cú đạp chân sau vô cùng chuẩn xác. Võ sĩ Malaysia có những cú đá và những cú đấm không đủ sát thương để khiến Thị Hòa phải đau núng. Tay sau tốt của Thị Hòa. Tiếp tục là những cú đấm trúng đích. Thị Hòa Việt Nam vẫn đang thi đấu với một nhịp thi đấu vô cùng cao. Và ngay khi có thể đấm thì cô sẽ dứt điểm. Liên tục là những cú đánh được hai võ sĩ đưa tới. Thị Hòa đang di chuyển hợp lý và có những cú đánh từ xa rất tốt, nhưng hãy cẩn thận với những cú tay sau của võ sĩ Malaysia. Liên tục là như hai cú tay sau chính xác võ sĩ Malaysia vào mặt của Hòa. Ngay lập tức Hòa cũng đã trả cú tay sau chính chuẩn đích. Đấm tốt. Liên tục là những tình huống đổi đòn. Và Thị Hòa đang nhỉnh hơn với sải chân dài của mình khi đạp được võ sĩ của Malaysia ra ngoài. Cú đá tốt Thị Hòa. Món vũ khí tay sau của võ sĩ Malaysia vẫn đang thể hiện tốt. Liên tục là những đòn đấm chính xác tay sau của võ sĩ Malaysia. Thị Hòa cần phải cẩn thận hơn, phòng thủ kỹ càng hơn. Đá tay sau tốt của võ sĩ Malaysia. Món vũ khí được võ sĩ Malaysia sử dụng rất nhiều. Thị Hòa đang dần dần cảnh giác với món vũ khí này. Chân trước của Thị Hòa. Một cú bóc phòng rất tốt của Thị Hòa kèm theo một cú đạp. Thị Hòa đang di chuyển hợp lý. Và ngay lúc này thì hiệp 2 đã kết thúc. Và chúng ta hãy quay trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng của Đinh Tiểu Hòa của Việt Nam và võ sĩ đến từ Malaysia ở nội dung low kick. Cú đạp tốt của Thị Hòa vào đầu của võ sĩ Malaysia. Cú đạp vô cùng chuẩn xác. Tiếp tục là những cú đá cao của Thị Hòa về phía đầu của võ sĩ Malaysia. Võ sĩ Malaysia cũng đang đổi đòn đấm với Thị Hòa. Nhưng lợi thế chiều cao của mình thì Thị Hòa đang bị võ sĩ Malaysia sử dụng những đòn đấm để đấm vào đầu. Cô cần phải tỉnh táo hơn trong những tình huống của mình nếu không muốn bị võ sĩ Malaysia đấm vào đầu. Tiếp tục là những cú đấm của võ sĩ Malaysia. Tay trước tốt của Thị Hòa. Võ sĩ Malaysia đang áp sát Thị Hòa để ngăn không cho cô có thể đá đạp được vào đầu của mình. Thị Hòa vẫn đang giữ cự ly tốt. Hai hiệp trước thì Thị Hòa đang dẫn với tỷ số 3-0. Và nếu không có gì bất ngờ thì Thị Hòa sẽ giành chiến thắng trong hiệp thi đấu thứ ba này. Đạp của Thị Hòa. Ngay lập tức võ sĩ Malaysia áp sát và đấm vào Thị Hòa. Những cú đấm bằng tay sau vô cùng hiệu quả. Đạp tốt của Thị Hòa. Liên tục là những đòn đấm được cả hai võ sĩ đổi với nhau. Cú tay sau của võ sĩ Malaysia đang tỏ ra rất hiệu quả khi đối đầu với Thị Hòa. Khi cô liên tục áp sát và đấm những cú đấm tay sau vô cùng chính xác. Tay sau tốt của võ sĩ Malaysia liên tục là những cú tay sau. Ngay lập tức Thị Hòa trả bằng những cú đấm tay sau rất tốt. Và ngay lúc này thì trận đấu đã kết thúc. Thị Hòa cũng đang rất choáng váng với những cú đấm tay sau của đối thủ. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả của giám khảo. Trong hiệp thi đấu thứ 3 thì Thị Hòa đã dính rất nhiều đòn tay sau của võ sĩ Malaysia. Nhưng vì đã chiến thắng cả hai hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai thì Thị Hòa là người chiến thắng. Xin chúc mừng Thị Hòa.